Ngô Thụy Miên, người nhạc sĩ tài hoa dành trọn cả đời mình để viết tình ca. Ông đã để lại cho đời những bản tình ca mang đậm dấu ấn của nền âm nhạc Việt trước năm 1975. Cuốn video Ngô Thụy Miên, tác giả và tác phẩm, tựa như cuốn phim tài liệu có giá trị về nghệ thuật cao được bảo trợ bởi Bên Em Đang Có Ta và đài truyền hình SBTN và SBTN Go, Trung tâm Trúc Hồ Music, cùng toàn thể các anh chị em ca nhạc sĩ và ekip của chương trình đã thực hiện bằng tất cả tâm huyết của mình với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để giữ gìn nền âm nhạc Việt của chúng ta cho thế hệ mai này tại hải ngoại. Rất mong sẽ nhận được sự trợ giúp của quý vị để chúng ta cùng chung tay thực hiện mơ ước này. Dạ vâng, Trời Thắng và ký giả Nguyễn Văn Khanh từ Washington DC xin kính chào quý khán giả của SBTN. Ngày hôm nay hai anh em chúng tôi xin được trở lại quý khán giả trong chương trình Đường Vào Tòa Bạch Ốc. Dạ, xin chào ký giả Nguyễn Văn Khanh từ Washington DC ạ. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN và gửi lời chào đến bạn Trần Thắng. Tôi phải nói nhanh ngay, tôi thấy là đường tòa vào Bạch Ốc không có nghĩa là cứ là mở cửa là tạo Bạch Ốc mình đi vào. Mà đường tòa Bạch Ốc bây giờ ai cũng nhìn thấy rõ ràng, tức là phải đi qua Bộ Tư pháp, phải đi qua hệ thống tư pháp của nước Mỹ, và đương nhiên chắc chắn 100% cái cuối cùng là phải đi qua tối cao Pháp Viện. Cái đây là một cái chuyện rất là lạ lùng. Trước đây thì người ta cứ nghĩ rằng là bằng cái lá phiếu của cử tri thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Nhưng mà kể từ khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump xuất hiện tham gia vào chính trường từ năm 2016 cho đến giờ, thì thưa cùng với lại anh Tường Thắng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy chuyện gì cũng phải đi ra tòa. Chuyện ông tranh cử cũng ra tòa, rồi chuyện ông thất bại rồi cũng ra tòa. Và bây giờ là tôi thấy rõ ràng, nếu mà những người nào mà bảo rằng là từ xưa nay thì bên tối cao Pháp Viện không có việc làm, thì bây giờ thì họ biết rằng là có lẽ rằng là tối cao Pháp Viện là cái cơ quan mà tôi tin rằng là bận rộn nhất. Bận rộn vì không biết phải làm như thế nào cho đúng. Và đương nhiên là có những cái quyết định của họ mà tôi tin rằng là do it cũng bị mắng, mà không do it thì cũng bị la. Đó là cái câu chuyện của ngày hôm nay. Xin phép được nhắc lại, đường tòa và Bạch Ốc bây giờ là phải đi qua tối cao Pháp Viện, thưa với lại anh Tường Thắng. Dạ vâng, thì nó có giống bản nhạc của Việt Nam, hình như cái bản nhạc Đường Vào Nhà Em đó. Dạ, cũng có bản nhạc đó. Nhưng mà thưa anh Khanh, thì thật sự ra ông Trump không phải là người duy nhất mà khi mà vào tòa Bạch Ốc mà phải đi ngang qua tối cao Pháp Viện đâu. Trong quá khứ đã có chuyện nó xảy ra rồi, năm 2000. Ông Al Gore và ông Bush có. Nhưng mà thưa với anh, trong quá khứ nó xảy ra, đã xảy ra có một lần. Dạ. Ông Trump nó xảy ra nhiều lần lắm. Thành ra nó khác, hoàn toàn nó khác nhau. Trước hết là chúng ta thấy hồi năm 2020 đã qua tối cao Pháp Viện. Rồi sau đó bây giờ là chúng ta cũng nhìn thấy là năm 2024 bầu cử chưa diễn ra, chưa người dân chưa đến phòng phiếu mà rốt cuộc là cũng phải qua tối cao Pháp Viện. Thật ra là ngày xưa một lần thì đã đủ, bây giờ thì tôi nghĩ là hai lần cũng chưa đủ, ba lần chưa chắc đã đủ. Nhiều khi tới 5-7 lần cho đến khi mà chúng ta mới biết là cái chuyện gì xảy ra cho cái nền, cho cái tương lai chính trị của Hoa Kỳ. Đó là cái nhận xét của tôi, thưa với anh Tường Thắng. Dạ vâng, nhưng mà thật sự ra thưa anh Khanh, phải nói như thế này. Đó là cái đẹp của một chính thể dân chủ. Tại vì dạ khi mà người ta không đồng ý một điều gì đó, thì người ta có một cái lối thoát. Cái lối thoát đó là kiện lên tòa án này, tòa án kia, hoặc lên tối cao Pháp Viện. Còn ở những xứ độc tài đó, chẳng hạn như bên Việt Nam đi chẳng hạn. Thì không có cái cơ hội đó. Không có cái cơ hội để mà đi kiện như vậy. Họ bị đàn áp, họ bị chèn ép, và họ có muốn nói lên cái bực tức của họ đó thì họ không có con đường nào để nói, không cường nào để kiện, mà nó đưa đến cái tình trạng là một cái xã hội đó rất là bất ổn. Nó bất ổn là vì con người ta không có lối thoát. Còn ở Hoa Kỳ này, cái đẹp của nó là ông có đồng ý với ông Trump, ông không đồng ý với ông Trump, ông có đồng ý cái này thì ông cứ kiện. Mà khi ông kiện rồi đó thì ít ra nó có cho ông một cái lối thoát, mà ông thắng ông thua thì ông cũng hài lòng là ông đã có một cái hành động nào đó để chứng tỏ là cái việc ông đồng đúng hay sai trong qua cái vụ dạ vâng dạ yeah. Cái hoàn toàn đồng ý với yeah. Vâng, hoàn toàn đồng ý với Tường Thắng ở cái điểm đó. Và tôi cũng xin phép được thưa thêm ở đây
là ngay từ những ngày đầu tiên khi mà tôi gặp anh Tường Thắng và hai anh em chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi luôn luôn tôi bảo là tôi tin tưởng vào cái hệ thống tư pháp của nước Mỹ. Đây là một cái hệ thống không có hoàn hảo. Tìm đi tìm sự hoàn hảo thì khó lắm. Nhưng mà đây là một cái hệ thống mà người dân Hoa Kỳ có thể hãnh diện và người dân của những nước khác là họ ước mong được có một cái hệ thống y như là của Hoa Kỳ. Với lại các vị thẩm phán thì ai cũng hiểu ở quốc gia nào mà theo hệ thống dân chủ thì cũng đều giống nhau. Tức là được đề cử bởi tổng thống và được thông qua, được chấp thuận bởi lại thượng viện. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, nhưng mà đến khi mà chúng tôi làm việc thẩm phán thì câu trả lời của chúng tôi là chúng tôi không mang ơn ai cả. Chúng tôi không nợ ông Trump mà chúng tôi cũng không nợ ông Biden, mà chúng tôi làm việc và chúng tôi có nợ là chúng tôi làm việc theo hiến pháp, và chúng tôi nợ là chúng tôi nợ người dân. Thành ra là bởi như vậy họ rất là tôi tin tưởng là cái chuyện trí công vi tư là cái chuyện hoàn toàn có ở tại nước Mỹ, và đó là cái hệ thống tư pháp không hoàn hảo nhưng mà đủ để chúng ta hãnh diện và người dân của những quốc gia khác ước mơ có được như chúng ta. Thưa với lại anh Tường Thắng. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thì anh bây giờ trở lại cái đề tài chính của ngày hôm nay, đó là hôm thứ ba vừa qua đó, ở trong tuần đó thì tòa kháng án tại Washington khu vực DC đã gồm có 3 thẩm phán đã thống nhất 3-0 đã thống nhất đưa ra một cái phán quyết nói rằng là ông cựu tổng thống Donald Trump số 45 không có cái quyền miễn tố trong trường hợp những gì ông đã làm khi mà ông còn tại chức. Chúng ta biết rằng có cái vụ này đó là tại vì ông Jack Smith, ông đang truy tố cựu tổng thống Donald Trump về cái việc mà can thiệp vào cái cuộc bầu cử 2020 bằng cách kích động những cái người ủng hộ ông tấn công vào tòa nhà Quốc hội và đưa ra những cái thông tin sai lệch về cuộc bầu cử để mà ngăn chặn cái việc mà bỏ phiếu chứng nhận ứng cử viên Joe Biden lúc bấy giờ và đưa đến cuộc bạo loạn. Thì cái việc này đó, trong lúc kiện đưa ra xét xử như vậy thì ông Trump ông đưa ra cái lập luận rằng là ông được miễn trừ bởi vì hành động của ông cái ngày 6 tháng Giêng, cái bài diễn văn có hay không đó là cũng là cái bài diễn văn, không phải tư cách của ứng cử viên mà tư cách của một viên chức của chính quyền và phải được bảo vệ luật pháp. Và cái việc này đó cho nên ông Jack Smith ông mới đưa lên thẳng lên tối cao pháp viện, ông yêu cầu tối cao pháp viện ra xin cho biết cái phán quyết rằng là ông Trump có được miễn trừ hay không. Thì tối cao pháp viện không xử vụ này mà trả lại cho một cái tòa kháng án, tòa cấp dưới. Trong trường hợp này là tòa kháng án ở Washington DC Circuit. Thì hôm thứ ba, ngày 6 tây tháng 2, tòa nói rằng là ông Trump không có miễn trừ. Thì trong trường hợp này anh nhận định thế nào thưa anh Khanh? Tôi thưa với anh là tôi thấy là cái này hình như là hai anh em mình cũng đã bàn với nhau rồi, bàn riêng với nhau, và tôi cũng dự đoán là có lẽ là tòa sẽ đưa ra kết quả mà cái phán quyết là chúng ta nhìn thấy hôm thứ ba vừa rồi, tức là ông Trump không có miễn trừ. Trong đó học phán quyết nói rất là rõ ràng, không phải lúc nào cũng là tổng thống cả. Còn những lúc những cái hành động của ông là cái hành động của một cử tri, hành động của một cá nhân, của một công dân đó tên là Donald Trump. Những cái việc làm của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thì đương nhiên được miễn trừ. Nhưng mà những cái việc làm và những cái hành động của công dân Donald Trump thì đương phải chịu truy tố, nếu mà phải chịu chi phối bởi pháp luật. Và trong cái trường hợp này thì là tòa nói rất là rõ ràng là ông bị truy tố và pháp luật sẽ truy tố ông. Ông làm tôi cũng nhớ lại cái câu chuyện mà thưa với anh Tường Thắng. Tôi nhớ là cái hôm mà bỏ phiếu chốt phế ông Donald Trump thì ông Mitch McConnell có nói một câu là chúng tôi sẽ bỏ phiếu tha bổng ông nhưng mà luật pháp nó sẽ trừng trị ông. Anh nên nhớ cái điều đó. Tức là nó có hai cái mặt khác nhau. Một cái mặt là chúng tôi sẽ bảo vệ cái quyền của ông tổng thống và chúng tôi bảo vệ cái danh dự của cái ghế tổng thống, nhưng mà luật pháp thì họ truy tố ông là đâu phải lúc nào cũng là tổng thống đâu, có những cái lúc mà ông không là tổng thống, và những cái lúc ông không là tổng thống thì ông bị chi phối bởi luật pháp chứ ông không được quyền miễn tố mà hiến pháp đã quy định. Tôi chỉ nhìn thấy là như vậy, và tôi thấy là rõ ràng bây giờ lúc nãy đã bảo anh Tường Thắng là thế nào cũng sẽ lên tố cao pháp viện. Chắc chắn là bên phía ông Trump cũng sẽ đưa cái vấn đề này lên tố cao pháp viện, tức là sẽ có một cái đơn kháng cáo và chúng ta phải chờ đợi coi là quyết định của tòa như thế nào. Thưa vâng, cái việc mà anh vừa nhắc tới đó cũng là lập luận của ông Trump trong cái phiên tòa ở tại
tòa kháng án ở Washington khi cách đây một tháng khi ông xuất hiện cùng với đoàn luật sư của ông vợ trước ba vị thẩm phán. Thì ông Trump ngày hôm đó ông không có được quyền lên tiếng, nhưng mà luật sư của ông đã nói rằng Hạ viện coi như là đã tìm cách truất phế ông, nhưng mà Thượng viện đã không có truy tố ông. Vậy trong trường hợp này thì ông coi như ông thoát tội rồi, đâu có cái lý do gì mà ông phải đứng ra đây và để mà phải chịu cái vấn đề là bị ông Jack Smith truy tố trong trường hợp này, bởi vì ông đã coi như trắng án như anh vừa trình bày đó. Vâng. Dạ. Thì bây giờ, bây giờ cái vấn đề ở chỗ này, chúng ta biết là cái tòa kháng án ở Washington nó có tới 9 thẩm phán lận. Vâng. Thì có nghĩa là trước khi lên tối cao pháp viện thì ông Trump có thể kéo dài cái thời gian cái vụ này ra bằng cách yêu cầu là 9 vị thẩm phán kia ngồi phán quyết lại cái quyết định của 3 vị thẩm phán đó trước khi lên tối cao pháp viện. Mà nếu giả dụ như là 9 vị nói rằng là không, ông không có quyền miễn tố, thì lúc đó ông mới đưa lên tối cao pháp viện. Thì nó lại càng kéo dài thời gian ra. Mà kéo dài thời gian như vậy có thể là có thể đi qua luôn khỏi cuộc bầu cử 2024 nữa. Anh nghĩ sao? Câu trả lời rất là đúng. Tôi không ngạc nhiên thấy cái điều đó. Ngay từ những ngày đầu tiên khi mà tôi cũng đã thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN và cũng đã nói chuyện với từng tháng, tôi bảo rằng là cái thủ thuật mà dàn luật sư đại diện cho ông Donald Trump làm là cứ kéo dài thời gian, càng kéo dài nhiều thì càng tốt. Thành ra là bởi như vậy, cái vụ này thì chắc chắn là họ không vội vã đưa lên tố cáo pháp viện ngay đâu. Họ phải đưa ra trước hội đồng thẩm phán rồi sao xem hội đồng thẩm phán quyết định như thế nào. Và nếu mà họ vẫn cứ nhất quyết rằng là ông Trump không có được quyền miễn tố thì nó mới đưa lên tố cáo pháp viện. Một cái lý do rất là dễ hiểu, ai cũng nhìn thấy thưa văn từng tháng, không phải một mình cá nhân tôi ở Washington mà ngay chính anh ở tại California, những người bạn của tôi ở New York, ở Florida họ cũng nhìn thấy. Tức là ông Trump là bây giờ ông sẽ kéo dài cái thời gian. Ông kéo dài thời gian để làm gì? Để những cái vụ này có thể là chúng ta chưa có được cái phán quyết trước khi mà cuộc bầu cử năm 2024 kết thúc. Tức là cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Khi mà ông Trump hy vọng là ông trở lại tòa Bạch Ốc, và lúc đó thì trong cái vai trò lãnh đạo quốc gia thì coi như là mọi chuyện xóa sổ. Và ông Trump, đó là cái điều mà ông Trump và dàn luật sư của ông muốn làm. Và họ làm rất đúng luật, thưa Vang. Họ làm không có gì sai luật cả. Kể cả các chuyện là tìm cách câu giờ, thưa Vang Tường Thành. Dạ vâng, trước khi trở lại buổi nói chuyện với ký giả Nguyễn Văn Khanh từ Washington DC, Tường Thắng xin mời quý giả theo dõi phần thông tin đầu bài của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Thực thắng sẽ được trở lại buổi nói chuyện với lại ký giả Nguyễn Văn Khanh từ Washington. Thưa ký giả Nguyễn Văn Khanh, đồng ý rằng là kéo dài thời gian và có thể ông Trump sẽ yêu cầu 9 vị thẩm phán của tòa kháng án Washington DC Circuit thay vì đi thẳng lên tối cao pháp viện ngay. Nhưng mà giả dụ như là bây giờ nếu đi tới 9 vị thẩm phán cũng nói rằng là ông Trump không được quyền miễn trừ. Nhưng mà cũng có một cái khả năng là tối cao pháp viện nói rằng tôi không nhận cái vụ án này, những gì ở phía tòa dưới quyết định thì cứ để tòa dưới cứ quyết định đi, chứ chúng tôi không nhận. Điều đó có thể xảy ra chứ thưa anh? Câu trả lời là hoàn toàn đúng. Nên nhớ là tối cao pháp viện là họ có quyền, là các vị thẩm phán có định nhận hay là không nhận, ra phán quyết hay là không ra phán quyết, họ đó là cái quyền của họ. Ở trong cái chuyện này thì nếu mà anh Tường Thắng cho phép tôi đi xa hơn một chút xíu. Yeah. Thì như tôi đã thưa cùng với lại quý vị khán thính giả là tôi thấy rằng là dự đoán của tôi thì có lẽ là 75% là tòa tối cao, tức là tối cao pháp viện sẽ không có nhận cái vụ này, bởi vì họ nói rằng là như vậy là cái vụ này ở tòa dưới là đã xét xử rồi, và đặc biệt nhất là trong cái trường hợp tòa dưới đã xét xử và được cái sự đồng thuận của cả các vị thẩm phán thì như vậy thì họ nghĩ rằng là như vậy đã đủ rồi, không cần phải cứu xét thêm nữa. Và chỉ có 25% là tố cáo pháp viện sẽ nhận rồi sẽ đưa ra một cái phán quyết sau đó.
Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó thì khó có thể xảy ra. Cái chuyện mà tối cao Pháp Việt sẽ bảo thông, coi như là chuyện đã xong và đưa xuống tòa dưới, thì rất là y án đó, thưa anh Tường Thắng. Tôi nghĩ cái chuyện đó dễ dàng xảy ra hơn. Đó là cái dự đoán của tôi thôi. Cho bà xin nói rõ ràng là còn cái chuyện tối cao Pháp Việt tính như thế nào thì cái chuyện đó là chuyện khác. Nhân tiện đây thì còn thưa anh Tường Thắng một cái chuyện mà tôi để ý rất là, tôi thấy cái chuyện này cũng đặc biệt nhé, là khi mà tòa kháng án đưa ra cái phán quyết là chúng ta sẽ có ba bà thẩm phán, ba bà là một bà người da đen, một bà người da trắng và một bà người gốc Á. Tôi thấy là cái đó cũng là rất là đặc biệt. Đặc biệt hơn nữa là hai bà là người của Đảng Cộng, được đề cử bởi Tổng thống Dân Chủ, một người là được đề cử bởi Tổng thống Cộng Hòa. Và tôi thấy là chúng ta có thể coi đó là như là một cái xã hội nước Mỹ nho nhỏ. Và đôi khi đó cái ảnh hưởng, cái điều đó là các vị thẩm phán ở tòa tối cao cũng bảo ồ, như vậy tức là họ đại diện cho nước Mỹ rồi, thì như vậy đâu cần phải chúng ta cần phải tham dự làm cái gì, chúng ta đâu cần phải ra phán quyết làm nữa, trả lại cho họ là xong. Đó là cái dự đoán của tôi thôi, thưa anh Tường Thắng. Dạ, thì nó đã xảy ra cách đây vài tháng trước, ông Jack Smith đi thẳng lên tối cao Pháp Viện. Tối cao Pháp Viện không nhận trả lại cho tòa kháng án, bảo để tòa kháng án giải quyết. Thì chúng ta thấy là cái tiền lệ nó có đó. Còn cái chuyện mà ông Trump sau chắc chắn một điều đó, ông sẽ kháng án với chính vị thẩm phán trước để câu giờ, rồi sau đó có lên tối cao Pháp Viện. Rồi tính sau. Tuy nhiên nó có một điểm khác đó, thưa cái giảng Nguyễn Văn Khanh, là ngoài cái việc mà cái vụ án liên quan đến tình hình mà can thiệp vào cái cuộc bầu cử 2020 đó, ông Trump còn bị thêm hai vụ án hình sự nữa. Đó là cái vụ thứ nhất liên quan đến can thiệp vào cuộc bầu cử tại tiểu bang Georgia. Và thứ hai là cái vụ mà mang cái tài liệu bật từ tòa Bạch Ốc về lại Mar-a-Lago. Cái vụ đó thì đang nằm ở dưới bên một tòa liên bang ở dưới Florida. Cùng lúc đó là tổng cộng là ba vụ hình sự. Còn lại hai vụ đó là liên quan đến vấn đề dân sự. Thì chúng ta biết là cái vụ Stormy Daniels về vấn đề tiền bạc. Rồi cái vụ mà hiện tại đó, cái vụ án đang thụ án đó là cái việc mà lem nhem về vấn đề mà bất động sản tại New York. Thì có thể giữa tháng 2 mới có phán quyết, nhưng mà nó là dân sự. Và cái vụ của bà Jean Carroll thì sẽ kháng án, ông bị phạt 83 triệu Mỹ Kim, nhưng mà đang kháng án. Nên tổng cộng nếu chúng ta tính kỹ đó, thì có tổng cộng khoảng chừng 6 vụ trong đó, 3 vụ hình sự và 3 vụ dân sự tổng cộng. Thì cái câu hỏi đặt ra là như thế này: nếu chỉ cần một trong ba vụ hình sự xảy ra, liệu ông Trump có thoát được cái con đường đi vào tòa Bạch Ốc của ông Trump, nó có bị gọi là trật đường rầy hay trật bánh xe không, thưa anh? Tôi e rằng là sẽ trật đường rầy. Lý do là tại sao mà tôi nói là như vậy, anh Tường Thắng thấy là để ý hiện tại bây giờ là tới hơn 50%, có những cuộc thăm dò nói là 61% cử tri của Cộng Hòa họ nói rằng là họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ ông Donald Trump. Đó là điểm thứ nhất. Nhưng cái điểm thứ nhì là hơn 50%, tới 57-58% họ bảo ra nếu mà ông Trump bị kết án hình sự thì đương nhiên là họ sẽ buông ông Trump, họ đi tìm một người khác. Hiện tại bây giờ thì không rõ là cái chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà lúc mà ông Trump mà gặp khó khăn về vấn đề pháp lý như vậy thì có lẽ rằng là cái con đường vào tòa Bạch Ốc của ông nó không dễ dãi như là ông nghĩ. Bởi vì lý do là tại sao số người mà ủng hộ ông chắc chắn là họ sẽ buông. Và nên nhớ rằng là ngay cả bây giờ trong cái trường hợp ông có được 61% cử tri Cộng Hòa ủng hộ thì 61% đó vẫn chưa đủ để đưa ông trở lại tòa Bạch Ốc, thưa với lại anh Tường Thắng. Dạ vâng, mới đây đó thì ông John Bolton là cựu cố vấn an ninh quốc gia của cựu tổng thống Donald Trump đó, ông có trả lời trên đài truyền hình ABC đó, và ông có đề nghị với lại bà ứng cử viên Nikki Haley là đừng có rời khỏi cái cuộc đua này mà phải ở lại cho đến cái ngày mà đảng Cộng Hòa họp lại để mà đề cử một người duy nhất đại diện cho đảng ra tranh cử với ông Joe Biden. Thì có phải ông dựa trên những cái gì anh vừa mới trình bày liên quan đến cái tỷ lệ của những người ủng hộ và không ủng hộ ông Donald Trump nếu như trong trường hợp ông bị kết án, để lúc đó bà Nikki Haley sẽ là cái người thay thế ông Trump hay không? Hay là đảng Cộng Hòa lúc đó nghĩ rằng là mình phải cần kiếm một người khác ngay lập tức?
Tôi nghĩ rằng là không phải là một mình ông Bolton không thôi, mà theo như tôi nghĩ thì có lẽ rằng là bà Nikki Haley bà cũng tin là như vậy. Bà nghĩ rằng là lý do một trong là bà đi vào với lại cuộc đua này, thì thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả, bà đã nói rằng là bà sẽ đi cho đến cùng. Cái lý do là tại sao? Bà cũng tin rằng là ông Trump sẽ gặp trở ngại về mặt pháp lý, và lúc đó là bà đã có sẵn để mà bà là đại diện cho Đảng Cộng Hòa để ra tranh cử Tổng thống. Và bà có một cái yếu tố để mà bà có thể đi đến mức cuối cùng. Hiện tại bây giờ là người ta thấy là cái cuộc đua là gồm có hai người, là bà với lại ông Donald Trump. Bên kia là ông Joseph Biden của Đảng Dân Chủ. Và nếu mà anh Tường Thắng để ý thấy tất cả những cuộc thăm dò được thực hiện, kể cả những cuộc thăm dò của phía bên Đảng Cộng Hòa thực hiện, thì cho thấy rằng là cái khả năng bà Haley thắng ông Biden cao hơn là cái khả năng ông Trump thắng ông Biden. Thật ra rốt cuộc sau, nếu mà tôi là bà Nikki Haley thì chắc chắn là tôi cũng sẽ bám trụ, không rõ rựa, không bỏ, cho đến khi mà cái câu chuyện nó được ngã ngũ. Ít nhất là ngã ngũ về mặt luật pháp đối với lại ông Donald Trump, thưa với lại anh Tân Thắng. Theo nhận định của anh Khanh thì anh có nghĩ rằng nước Mỹ đã chuẩn bị cho một người phụ nữ mà da màu trở thành Tổng thống Hoa Kỳ không? Tôi thấy là như thế này. Nếu bảo là đã sẵn sàng thì tôi tin rằng là cái chuyện nước Mỹ đã sẵn sàng cho một người phụ nữ. Nhưng mà đương nhiên là xưa nay thì người ta thấy là cái President Club là toàn là các ông và là các ông da trắng. Lần này thì nếu mà xuất hiện mà Nikki Haley là một người phụ nữ và phụ nữ da màu, thì tôi thấy là đương nhiên là nó có những cái khó khăn. Nhưng mà anh thử nhìn lại ở phía bên Đảng Dân Chủ thì coi, thì anh sẽ thấy rõ nhé, là khó khăn thì có đấy, nhưng mà Đảng Dân Chủ là ông Biden vẫn nhất định là giữ Kamala Harris đứng phó cho ông, và cũng là một người phụ nữ và cũng là một người da màu. Thật ra rốt cuộc sau, tức là cái con đường mà người ta đi nhìn thấy trong tương lai, thì ít nhất là người ta nhìn thấy là có cái vai trò của người phụ nữ lãnh đạo quốc gia. Và nếu mà trong cái trường hợp là người phụ nữ da màu, thì bây giờ giữa bà Nikki Haley và bà Kamala Harris thì chúng ta phải chọn một mà thôi, chứ chúng ta không có quyền chọn một người khác nữa. Thành ra tôi tin là cái chuyện nước Mỹ sẵn sàng hay không sẵn sàng thì khó để mà nói. Nhưng mà cái chuyện liệu là có một người phụ nữ da màu ra tranh cử Tổng thống hay không, thì cái chuyện đó là chắc chắn sẽ có. Không ở giờ phút này thì cũng ở 8 năm, 4 năm sắp đến, thưa với anh Đội. Thưa lại với anh Tường Thắng. Hoặc là ông Biden vì lý do gì đó đã phải bệnh tật hay như thế nào đó, dạ, vâng, đi giữa đường, thì chúng ta lại có, vâng, một bà. Dạ, vâng. Vâng, rất tiếc vì thời gian không có nhiều. Một lần nữa, Tường Thắng xin cảm ơn ký giả Nguyễn Văn Khanh từ Washington DC, và xin hẹn quý giả vào tuần sau cũng giờ này trên đài truyền hình SBTN. Ngô Thụy Miên, người nhạc sĩ tài hoa dành trọn cả đời mình để viết tình ca. Ông đã để lại cho đời những bản tình ca mang đậm dấu ấn của nền âm nhạc Việt trước năm 1975. Cuốn video Ngô Thụy Miên, tác giả và tác phẩm, tựa như cuốn phim tài liệu có giá trị về nghệ thuật cao, được bảo trợ bởi Bên Em Đang Có Ta và đài truyền hình SBTN và SBTN Go, Trung tâm Trúc Hồ Music, cùng toàn thể các anh chị em ca nhạc sĩ và ekip của chương trình đã thực hiện bằng tất cả tâm huyết của mình, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để giữ gìn nền âm nhạc Việt của chúng ta cho thế hệ mai này tại hải ngoại. Rất mong sẽ nhận được sự trợ giúp của quý vị để chúng ta cùng chung tay thực hiện mơ ước này.